Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ làm một bài tập của Accent English. Bài tập đầu tiên đó là bài phát âm bốn âm đầu tiên. Sau đây mình sẽ bắt đầu nhé. One. E. Please speak English with me. Okay, my blazer. Three. It's difficult. If not difficult, speak English. You're right. It's really easy. If you practice enough. Three. Everything is ready. Right. Thanks for all your help. This make perfect. Practice make perfect. I totally agree. If just need to find more time to practice. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây là phần bài tập của mình đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn.